Xin chào mọi người, những chiếc máy giặt của Electrolux có lẽ đã trở nên rất quen thuộc với người tiêu dùng bởi độ bền cao, thiết kế hiện đại cùng với rất nhiều công nghệ cũng như là chế độ giặt thông minh. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới mọi người một chiếc máy giặt mới nhất của Electrolux, model là EWF1024D3SC, được ra mắt năm 2024 và sản xuất tại Thái Lan nhé. Là dòng máy giặt cao cấp nên thiết kế của nó rất đẹp và sang trọng. Máy có màu xám đậm, phủ nhám nhẹ, nhìn rất thời thượng, hạn chế bám dấu vân tay. Kiểu dáng bo cong bề mặt tạo nên nét mềm mại nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn và tinh tế. Các chi tiết đều được thiết kế chỉn chu với độ hoàn thiện cao. Đầu tiên, khi khởi động máy lên, màn hình LED hiển thị thông tin rất đẹp, sáng nét và rõ ràng. Phím cảm ứng nhanh nhạy, chỉ cần chạm nhẹ là phản hồi. Bên cạnh là nút xoay chọn chương trình giặt. Như toàn thấy ở chiếc máy này có đến 12 chương trình giặt. Chúng ta chỉ cần xoay nút đến vị trí chương trình muốn chọn. Mỗi lần xoay, đèn ở chương trình tương ứng sẽ sáng lên, rất dễ dàng để quan sát. Bản điều khiển song ngữ Anh Việt, chữ tiếng Việt còn to hơn cả chữ tiếng Anh luôn, rất dễ để sử dụng. Khối lượng giặt của máy là 10kg, rất phù hợp với gia đình đông người từ 5 tới 7 thành viên. Bên góc trái của máy giặt là khay đựng nước giặt, nước xả và các bạn có thể kéo ra dễ dàng. Lồng giặt bằng thép không gỉ sáng bóng, thiết kế hình tổ ong với các lỗ nhỏ li ti giúp hơi nước thấm đều vào sợi vải, nâng cao hiệu quả giặt rũ, đánh bật vết bẩn, đồng thời ngăn tình trạng sờn vải, bảo vệ quần áo. Phần cửa máy giặt thì thiết kế phần kính trong suốt để chúng ta để quan sát được cái quần áo bên trong. Tiếp theo là phần đường kính của cửa cũng rất rộng để dễ dàng đưa các loại quần áo cỡ lớn vào. Tay cầm mở cửa thì dễ dàng để đóng mở rồi. Có một lưu ý mọi người, ý cho em nhé, cái phần gioăng này nên vệ sinh thường xuyên nhé, định kỳ khoảng tầm 3 đến 4 tuần một lần nhé. Đối với một chiếc máy giặt thì ắt hẳn mọi người quan tâm tới khả năng giặt của sản phẩm phải không ạ? Chiếc máy giặt Electrolux này trang bị công nghệ giặt hơi nước Hisenke, đun nước thành dạng hơi ở nhiệt độ cao rồi mới tiến hành giặt. Nhờ vậy loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn trên quần áo và các tác nhân gây dị ứng, ngăn ngừa mẩn ngứa, các bệnh về da, rất cần thiết cho các gia đình có em bé và những người có làn da nhạy cảm. Công nghệ này có khả năng thẩm thấu vào từng sợi vải và làm mới chúng, hạn chế tình trạng quần áo bị nhăn nhúm sau mỗi lần giặt. Lồng giặt cũng được làm sạch, không có mùi hôi và mốc. Nếu nhà mình có con nhỏ ấy, thì chúng ta thường sẽ có một nỗi sợ chung là các con sẽ nhấn lung tung vào phần bảng điều khiển này. Và để an tâm hơn thì mình có thể khóa bảng điều khiển lại bằng cách nhấn giữ 3 giây nút hơi nước này. Khi đó thì toàn bộ bảng điều khiển sẽ bị vô hiệu hóa trừ nút nguồn. Vì vậy sẽ không còn lo lắng các bé vô tình chạm vào. Không biết mọi người có giống Toàn không, nhưng mà khi giặt đồ ấy thì Toàn hay quên cái này cái kia lắm. Và một điểm cộng của chiếc máy này là chúng ta hoàn toàn có thể bấm nút tạm dừng để thêm quần áo vào trong 15 phút đầu khi máy vận hành, rất là tiện lợi luôn. Và trong quá trình giặt, nhất là chế độ vắt thì mọi người cũng rất quan tâm tới độ rung ổn của máy, thì em sẽ test luôn cho mọi người xem nhé. Em sẽ để mức vắt cao nhất là 1200 vòng mọi người nhé. Và một chu trình vắt mọi người nhé là 10 phút. Và khi chu trình vắt chỉ còn khoảng 3 phút thôi thì máy sẽ hoạt động tối đa ở mức xoay là 1200 vòng trên 1 phút. Và mọi người quan sát kỹ cho em phần đun nước này nhá. Vậy chỉ quan sát này, cái ly nước nó hầu như là không rung lắc luôn. Vì máy sử dụng động cơ Eco Inverter, giảm thiểu sự tiêu hao điện năng và nâng cao hiệu suất giặt. Đặc biệt ấy, phần động cơ này còn có độ bền cao, giúp cho máy hoạt động bền bỉ và giảm rung ổn hiệu quả. Phải nói là em rất ấn tượng với độ êm của máy, đặc biệt là lúc vắt này, nó hầu như là nó không rung lắc quá nhiều. Và đây là toàn bộ phần mặt sau của máy giặt Electrolux mọi người nhé, gồm dây nguồn này, hệ thống cấp nước, thoát nước của máy, sở hữu rất nhiều chương trình cũng như là công nghệ giặt hiện đại, cùng với đó là một thiết kế vô cùng sang trọng và tinh tế. Máy giặt Electrolux EWF1024D3SC chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp công việc giặt quần áo của chúng ta trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Và nếu mọi người còn bất cứ thắc mắc nào thì hãy comment xuống bên dưới video hoặc gọi tới hotline 024-6260-4488 để được tư vấn kỹ hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo.